Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn nha. Để trở lại hôm nay thì mình chia sẻ cái clip cách tập cơ bản loan côn chuyển từ trái qua phải đơn giản nha. Thì đây là mình đang tập với tốc độ nhanh. Thì sau khi cái đoạn clip nhanh này rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua cái đoạn clip quay chậm lại để hướng dẫn chia sẻ cho cô chú anh chị em và các bạn tập dễ hơn nha. Đây là phần clip quay chậm đó, từ phải chúng ta chuyển vòng qua trái, trái vòng ngược về phải, đi ra phía sau chuyển qua phải. Rồi chúng ta tập chậm, tay bắt qua chuyển ra phía sau và phía đoạn phía trước. Rồi chúng ta từ phải qua trái ngưng một nhịp xong rồi chúng ta loan ngược lại. Đó. Đây là mình tập từng tay thì anh em tay phải xong mình chuyển qua mình tập tay trái từ tay một, đơn giản mình cầm ở giữa đoạn côn mình cứ loan bên trái và loan bên phải, loan bên trái và loan bên phải cho cái tay mình nó quen. Đó, rồi chuyển qua phải, lon phải, qua trái, lon phải em đưa qua trái. Như vậy hàng ngày mình tiếp xúc với côn, nó chuyển qua trái, chuyển qua phải để mình cầm cho nó quen cái đoạn tay mình, cho cái thao tác mình nó quen với côn. Trái và phải, chậm, trái và phải vậy. Đó, anh em lon phía sau và lon phía trước. À, từ từ mình bắt mình chuyển qua từng tay một để cho nó quen. Hàng ngày mình có thời gian thì mình cứ tập cho nó quen từng tay nó cầm được cái côn không rớt. À, cứ qua trái qua phải rồi qua trái qua phải một, nó quay chậm anh em thấy dễ mà. Rồi mình lấy cái tay phải mình cứ qua phải qua trái tay trái thì hai cái tay mình cứ tập cho nó chuyển động nó quen nhịp nhàng để nó cầm côn cho chắc không rớt, và mình lon thật là chậm. Rồi từ từ mình mới nâng tốc độ lên khi mà mình đã quen trái và phải như thế này, xong rồi chúng ta mới quen tay, chúng ta mới chuyển ra phía sau. À, thì khi trái phải được rồi thì chuyển ra phía sau, vòng lên phía trước. Rồi chúng ta loan vòng. À, trái tay phải chúng ta cứ tập loan bên trái loan bên phải một tay thôi. Cái này động tác này thì ai cũng có thể làm được, rất là đơn giản mà. Một tay mình lon cho nó quen. Nó quen được cái cầm cái côn cho nó quen như thế đó, là tốc độ cứ chậm, anh nên cứ tập. À, trước mắt là mình tập tay phải xong rồi mình nó khi nó mỏi đầu của chúng ta mới chuyển qua tay trái, cứ hai tay sai phiên mà mình tập cho nó quen được cái nhịp cầm côn, nó không có bị loạn choạng, mình chẻo được cái cổ tay. À, cứ anh em cứ chậm nha, lon trái và lon phải vậy thôi. Thì như thế này khoảng trong vòng 2-3 tuần thì chúng ta sẽ chuyển vòng ra phía sau rồi vòng lên trên. Khi mà trái và phải chúng ta cầm cái tay chúng ta có độ dẻo rồi, tốt rồi đó, thì chúng ta mới tập vòng ở phía sau, loan khắp người chúng ta, loan vòng tròn. Hiện tại là mình tập
cái cơ bản đơn giản là lon trái chuyển qua cái tay phải, rồi tiếp tục mình cứ lon phải chuyển qua tay trái. Thì hai tay mình lúc đầu thì mình tập đơn từng tay, khi mình tập nó quen rồi chúng ta phải từ phải chuyển qua trái, từ trái chuyển qua phải như thế này. Nên những đoạn clip này rất là chậm, cô chú anh chị em nhìn thấy nó rất là chậm không? Một tay phải mình cầm mình cứ loan chậm chậm chậm. Thì như vậy thì chúng ta sẽ tập một tay trước, rồi đầu tí xíu chúng ta chuyển qua bên tay trái, cũng vẫn là động tác loan trái loan phải, loan qua trái và loan qua phải như thế đó thôi. Trong khi hai tay chúng ta đã xác định được là cái độ dẻo nó có, chúng ta truyền qua đó. Phải chúng ta truyền qua trái và cũng vẫn là động tác loan bên trái qua một cái, loan bên phải một cái. Như vậy khi chúng ta hai tay chúng ta đồng bộ rồi, chúng ta phải truyền trái loan trái loan phải, xong chuyển qua tay phải loan trái, thì chúng ta sẽ làm nhanh hơn các bước từ từ. Thì đó, chúng ta chuyển tay cứ như thế mà chúng ta tập trong vòng vài ba tuần, chúng ta mới chuyển ra phía sau vòng lên phía trước như thế này được đó. Thì cũng với tốc độ chậm rồi từ từ chúng ta quen được cái đường nó đi đơn giản rồi, nó đã thuần trong cái tay chúng ta, thì chúng ta sẽ đi nâng tốc độ lên. Thì trong lúc tập thì cũng không có tránh được là duột tay hoặc là mình chụp không kịp, thì anh em cũng nên hạn chế cái kiểm soát được cái tốc độ, hoặc là những cái vật gì mà gần gần mà dễ bể thì mình phải để mình tập ở ngoài trống nha, để nó sẽ bật cái côn ra bất cứ lúc nào mình khi mình chụp không kịp đó. Thì anh em khi mà đã nhuần nhuyễn được tay trái và tay phải thì chúng ta lòn trước lòn sau, trái phải lòn trước lòn sau như thế này. Thì clip này cũng đã hạ cho nó chậm mà để dễ nhìn đó, anh em tập được như thế đó thì chúng ta từ từ ta nâng cao lên, ta nâng tốc độ lên để cho nó có tốc độ và lực nó mạnh hơn. Và hiện tại mình tập sao đừng có bị tuột cái côn ra khỏi tay chúng ta là đã đạt rồi, và thời gian nó sẽ cho chúng ta quen với cái sự kiểm soát của cái tay mình khi truyền qua để mình cầm được côn cho nó xuôi chiều và nó xoay theo cái đúng như cái hướng mình đi. À, chúc các bạn áp dụng thành công, chia sẻ vui trong mùa dịch nha. Thì khi mà mình đã tập được trái và phải lên được tốc độ cao rồi thì chúng ta sẽ nâng tốc độ lên đó, vẫn là một cái bước tập cơ bản đó, nhưng mà chúng ta đi tốc độ cao lên đó, xoay lẹ hơn, thì lúc đó thì cái dòng côn nó xoáy rất là mạnh, nó có lực nó đi rất là cao. Thì thôi, clip ngắn chia sẻ với anh chị em, cô chú anh chị em và các bạn. Chúc các bạn, cô chú anh chị em áp dụng thành công, có thêm cái bài tập cơ bản đơn giản nha. Xin chào và hẹn gặp lại.